nắp kim chống vậy. Mình không có còn cái cục trong đây nữa ta. Nó ra bụi mút á. Ôi mẹ ơi. Nó ra mút xong rồi mới lấy cái kia nó chàm để ăn ấy. À, một cậu rau thật. Nó sạch lắm. Nó có chất tẩy rửa về mặt á.